Dạ chào cô chú đang xem kênh cô chú ơi. Hôm nay Phượng tiếp tục lên clip mới nữa cô chú ơi. Ông Trang cây thần chậu nha cô chú. Ông Trang này Trang lá nhỏ, Trang ta của mình á, đang cho hoa cây rất đẹp. Phụng cảm ơn cô chú vừa qua ủng hộ cho Phụng. Số điện thoại của Phụng là 0939 866 039, số đó là số Zalo luôn. Địa chỉ của Phụng là ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long nha cô chú. Chúc sức khỏe cô chú hết ạ. Vô cây số 1 cô chú ơi. Cây số 1 này là cây màu vàng. Là cây màu vàng cô chú, đang cho hoa cho nụ á. Chiều cao là được 38. Tán ngang là được 30. Hoành vị trí này được 18. Số 1 này 500 ngàn cô chú ơi. Dạ đổi cây. Dạ qua mã số 2. Cây màu vàng luôn cô chú. Cây này cũng to lắm cô chú ơi. Nó nở đấy, cây này đẹp. Rất già cây luôn. Chiều cao là được 25. Tán ngang đo như vậy thì được 25 luôn. Cây cho nụ đẹp lắm cô chú. Rồi hoành vị trí này được 23. Rồi mã số 2 này 700 ngàn cô chú. Khi ship đi rút chậu quá bầu cô chú ơi. Và đổi cây. Qua mã số 3. Được một cây này là một cây hàng phấn nha cô chú. Đang cho nụ nè. Trang ta lá nhỏ nè cô chú. Chiều cao là 20. Tán ngang là 22. Hoành vị trí này được 17. Số 3 này 400 ngàn. Dạ đỡ cây. Mã số 4 cô chú ơi. Dạ qua màu đỏ. Này màu đỏ nè cô chú. Chiều cao được 20. Tán ngang là 28. Hoành đo vị trí này được 20 luôn. Rồi mã số 4 này 400 ngàn cô chú ơi. Dạ đổi cây. Qua mã số 5. Được mà. Mã số 5 nha cô chú. Chiều cao được 22. Tán ngang được 25. Hoành vị trí này được 24. Cây đế đẹp lắm cô chú. Nở. Rồi mã số 5 này 600 ngàn cô chú ơi. Giờ đổi cây. Qua mã số 6. Chiều cao là 22. Tán ngang 25. Hoành đo vị trí này được 22 lượt. Rồi mã số 6 400 ngàn cô chú ơi. Là đó cây. Qua mã số 7. Mã số 7 cô chú. Nó không có bốc ra được. Chiều cao được 25. Tán ngang là 25 luôn. Thành ơi. Ôi đồ đang ngang rồi. Hoành. Hoành vị trí này được 10-15. Cây có duyên cô chú đấy nở cục. Rồi mã số 7 này 300 ngàn cô chú ơi. Dạ đỡ cây. Qua mã số 8. Chiều cao 20. Tán ngang 25.
Hoành vị trí này 20 lượt. Số 8 300 ngàn cô chú ơi. À, rồi ok. Và mã số 9. Chiều cao là được 28. Tá ngang là 33. Cây có duyên đến không cô chú? Dạ cây. Hoành vị trí này 24. Số 9 này 600 ngàn cô chú ơi. Dạ đó cây. Tiếp qua mã số 10. Chiều cao là 28. Tá ngang là 30. Hoành vị trí này là 21. Số 10 này 500 ngàn cô chú ơi. Dạ đỡ cây. Qua mã số 11. Số điện thoại của phòng là 0939 866 039. Số đó là số Zalo luôn nha cô chú. Chiều cao 22. Tá ngang 25. Hoành vị trí này được 23. Rồi số 11 này 500 ngàn. À đổi cây. Và qua mã số 12. Chiều cao 35. Tăng ngang 40. Đang cho nụ quá cô chú. Đẹp. Hoành đo vị trí này 20. Và 12 này 500 ngàn cô chú ơi. Dạ đó cây. Qua mã số 13. Chiều cao 22. Tán ngang là 25. Hoành vị trí này 23 luôn. Một cục để đặt đó. Rồi 13 này 400 ngàn. Dạ đổi cây. Qua đổi số mã 14. Mã 14 này cô chú. Chiều cao là được 22. Tá ngang là được 25. Hoành vị trí này được 19. Hoành nó bưng. Rồi mã 14 này 400 ngàn lượt. Dạ đổi cây. Qua mã số 15. Chiều cao 20. Tá ngang 25. Hoành vị trí này được 20. 15 này 400 ngàn cô chú ơi. À đó ok. Qua mã 16. Mã 16. Chiều cao 30. Tá ngang 32. Hoành đo vị trí này được 21. 16 này 600 ngàn. Dạ đó cây. Mã số 17. Khi ship đi rút chậu quá bầu nghe cô chứ. Chiều cao 22. Tá ngang 25. Hoành đo vị trí này được 22 luôn cô chú ơi. 17 này 500 ngàn.
Dạ rồi, ok. Hoa mã 18. Nhà mã 18. Chiều cao 25. Tấc ngang 30. Hoành vị trí thì được 24. 18 này là 600.000. À đó, ok. Tiếp mã 19. Chiều cao 25. Trắng ngang 30 luôn. Quỳnh đo vị trí này được 24 luôn. 19 này 600.000 cô chú ơi. Dạ đó, ok. Qua mã 20. Mã 20. Chiều cao 20. Trắng ngang 25. Hoành vị trí này được 20. Rồi mã 20 400.000. À đó, ok. Qua mã 21. Chiều cao 25. Tấc ngang là 25. Hoành vị trí này 24. 21 600.000. Đó, ok. Nhà mã 22. Chiều cao được 20. Ngang ngang được 25. Nụ không cô chú đó, đọc nào cũng nụ vậy. Cây này một cục đế luôn. Tán ngang hơi nhỏ tí xíu thôi nhưng mà đế dữ lắm rồi cô chú. Đấy đẹp. Hoành đo vị trí chỗ này 25. Nè cô chú, rất là già cây. Rồi mã 22 này 700.000 cô chú ơi. Dạ đó, ok. Qua mã 23. Chiều cao được 22. Tán ngang 30. Hoành vị trí được 20. 23 này 500.000. Dạ đã, ok. Mã 24. Chiều cao 22. Tán ngang 25. Hoành vị trí được 25 luôn. Rồi 24 này 500.000. Dạ đó, ok. Mã 25. Chiều cao là được 24. Tán ngang được 30. Hoành vị trí này được 23. 25 là 600.000. Đó, ok. Qua mã 26. Chiều cao 25. Tán ngang 30. Hoa nở lâu tàn lắm cô chú. Từ ngày nụ lên tới tàn là một tháng ngoài đó nha cô chú. Hoa nở lâu tàn lắm. Hoành vị trí này 24. 26 này 600.000 luôn. Ok. Mã 27. Chiều cao 26. Chiều cao 26. Tán ngang 35.
Hoành vị trí này được 24. 27 này 500 ngàn. Đó chị. Mã 28. Sáng nó dày lắm cô chú. Chiều cao 22. Sáng ngang là 35. Đang cho nụ luôn cô chú ơi. Hoành đo vị trí này được 28. Rồi mã 28 này 700 ngàn. Rồi ok. Qua mã 29. Chiều cao là 25 luôn. Tán ngang thì 30. Hoành vị trí này được 23. 29 này 600 ngàn. Đã cậy. Qua mã 30. Mã clip cô chú ơi. Nhà mã 30. Chiều cao là 25. Tán ngang được 30. Hoành vị trí này được 28. Rồi mã 30 này 700 ngàn luôn. Mã 30 là mã số clip Phụng Đàn ngày hôm nay. Cô chú ơi, không biết nói gì hơn. Chúc cô chú xem clip dồi dào sức khỏe hết nha cô chú. Ủng hộ cho Phụng vài cây vị chơi. Số điện thoại của Phụng là 0939 866 039. Số đó là số Zalo luôn. Địa chỉ của Phụng là ở huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Hẹn cô chú gặp lại clip sau nha cô chú. Dạ xin chào. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video, chọn được cây ưng ý liên hệ với nhà vườn Mỹ Phụng để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Trân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.